Nhưng mà em cảm thấy rất là buồn vì bây giờ em không có bố mẹ, em chỉ còn mỗi em Hiếu với lại ông bà nuôi lớn em. Em cũng chả biết nói gì nhiều, em cũng chỉ biết nói lời cảm ơn. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống của bác ạ. Ngày sáng hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống cái nhà của em Quân. Hôm nay thì em Quân có bảo với cháu Lực rằng là làm thanh minh cho bố với lại ông bà của em Quân đúng không bác. Hiện tại thì Quân đang gấp một chút là con này là như để cái thuyền đấy nhà Quân à. Vâng. Rồi anh chào Quân nhá. Rồi, chào anh. Con chào cái ông bà của chú anh chị ạ. Cái này thì gấp độ tầm bao nhiêu cái? Thế cũng gấp nhiều. Gấp nhiều à? Cái này gọi là như là lấy tiền vàng má đúng không? Thế thì Quân này đã đi dọn đi làm cỏ gì chưa? Có phải làm cỏ không? Có. Có à? Vâng, một tí nữa mới được làm ạ. À. Thế là bây giờ là đang làm cái gì mà mình chưa được đi làm? Thì Quân có thể nói cho anh nghe không? Bây giờ đang đợi phải một tí nữa cho ông nhà chú bên kia về nói mấy câu mới đi làm được. Là về cho ông thầy cúng viên nói thì mình mới đi làm được đúng không? Vâng. Thế hôm nay là như là thanh minh nhỉ? Vâng. Thanh minh là trong cái ngày lễ tháng 3 này cô bác ạ. Là một cái ngày mà trong tháng này thì là cái ngày mà gọi như là để mà sửa soạn lại mộ cho những người đã khuất cũng như là cái tổ tiên ở gia đình mình. Năm trước thì là Quân có phải làm không năm trước ấy? Có ạ. Năm trước làm à? À. Năm trước thì thế bố thì có ở nhà không? Bố không ạ. Năm trước thì bố cũng không ở à? Làm cho mấy cụ. Thế năm trước là làm cho mấy cụ, còn năm nay là làm thêm cho cả người bố của mình rồi nhỉ? Vâng. Cái này thì gấp càng nhiều là càng tốt hay là như nào? Gấp càng nhiều tốt ạ. Càng nhiều tốt ạ? Vâng. Ngồi tí nào mà thấy là mỏi hết chân rồi nhỉ. Vâng. Thế như là mà tảo mộ như này, là thanh minh như này thì có là còn làm thêm những cái gì khác không ngoài ngoài gấp cái giấy ra, giấy vàng má này ra? Làm bánh nữa. Làm bánh nữa. Thế thì bánh thì đã làm mà xong chưa? Bà làm xong rồi. Bánh như bà làm à? Vâng. Cái này thì tí mang đốt đây hay là mang đi chỗ nào đốt? Đốt ở chỗ mộ luôn ạ. Đốt ở chỗ mộ luôn à? Trong nhà cũng đốt một ít thôi. Những cái năm trước thì là Quân đều nếu mà bố không về các bác thì là đều ở nhà là cùng ông bà làm. Nhưng mà năm nay thì làm luôn, làm thanh minh luôn cả cho người bố của mình nữa. Tính như đấy thời điểm hiện tại thì bố Quân thì được ra đi được bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Cũng được 3-4 tháng. 3-4 tháng rồi nhỉ? Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì trong lúc mà cháu Lực đang với lại em Quân đã đợi thầy cúng với cô bác về để mà cúng ở trên bàn thờ một chút thì
sẽ cùng em Quân là gấp cái này một chút để một tí nữa. Khi mà thầy cúng về thì lúc đấy thì ra mộ của bố Quân để cho được xem cái hình sau của bác nhé. Thưa các bác, vừa rồi thì bác thầy cúng với các bác thì cũng đã vừa cúng xong rồi. Bây giờ thì cháu Lực với lại em Quân là đi chặt thêm một chút cây để một tí nữa để cái vàng má kia. Ui, cây to quá không? Không, cũng không to đâu. Không, em đi lấy cái cành cây kia kìa. Chỉ cũng lấy một đoạn thôi ạ. Chặt bao nhiêu cây đấy? 2 cây thôi ạ. 2 cây thôi à? Vâng, bây giờ chỉ còn bố với mẹ thôi ạ. Còn bố với mẹ là chưa có để đúng không? Vâng ạ. Thế là ông bà là để hết rồi à? Vâng ạ. Em phải để cái treo của nó nhá, không thì không có cái treo đó. Vâng ạ. Mùa đến tháng 3 này cô bác này thì Thanh Minh ấy, thì là nhà ai cũng đều làm cả. Không biết là dưới xuôi các bác thì có để mà vàng má như ở trên vùng cao không? Mỗi dân tộc nó là một cái nét đẹp, một cái văn hóa nó khác. Còn về là cái ngôi mộ của người mẹ em Quân đấy các bác thì cũng cháu Lực cũng thấy rất là kỳ lạ. Nhưng mà ở đây thì là trước kia là Quân đã biết là mẹ của Quân thì là cũng chết rồi à, là cũng mất rồi. Vâng, em cũng không biết đâu, nhưng mà bà ngoại của em về kể rằng là kể với em bảo là mẹ cũng đã vào trong cuộc đã mất rồi. Thì hôm trước là lúc bố em chết thì em cũng đã gọi hồn mẹ của em về. Là gọi hồn để về cũng như là làm ma chay đúng không? Vâng. Bây giờ không lấy được xác nhưng mà vẫn gọi hồn về. Người Nùng là gọi hồn nhưng mà vẫn về. Không cần phải lấy xác. Như người Nùng của chúng mình bây giờ không cần lấy xác. Bây giờ họ lấy rơm để làm người. Nhưng mà cái đấy là gọi là không tìm thấy xác rồi, không có xác rồi thì người ta mới làm thế, chứ còn nếu mà có xác rồi thì ai mà làm thế được. Vâng ạ. Bây giờ như là em còn nhỏ thì nhưng mà giờ đi Trung Quốc em còn chưa biết mẹ ấy chôn ở chỗ nào thì còn chưa biết để ra mà tìm. Thế như Quân thì là có nhìn thấy mặt mẹ của mình lần nào không? Em chưa, em chỉ thấy mỗi ảnh bà ngoại chụp lúc mẹ còn sống thôi ạ. Thế là chỉ nhìn thấy mỗi ảnh rồi đúng không? Vâng ạ. Đây còn để thêm cái vàng má trắng trắng này nữa cô bác ạ. Cái đấy thì là đi mua về hay là ở nhà tự làm Quân? Em đi mua về ạ. Đi mua à? Thế người ta bán một cái là bao tiền? 10.000 ạ. 10.000 một cái á? Vâng ạ. Cái ngôi mộ của bố Quân đấy các bác thì cũng được là làm mà hoàn toàn là bằng đá hết cả. Đây là chỉ xếp thôi nhỉ. Vâng. Ở trong thì còn là có mấy cái bùa lộ trên là màu. Nhưng mà cái này thì một tí nữa mình cắm trước hay là dọn dẹp xung quanh ở mộ trước rồi mới cắm?
Bây giờ mình cắm xong mới được dọn. Cắm xong là mới được dọn à? Vâng. Bộ đồ trên là mô. Lâu lâu một chung. Đi lửa trên hả màu. Ngôi mộ của bố với lại mẹ Quân đấy các bác, thì cũng bố của Quân thì cách đây là cũng được tầm độ là 6 tháng thôi, cỏ phần trên mộ còn chưa có được mọc hết, trong vẫn còn rất là mới, và phần phía bên ngoài thì có vẻ như là có cái rau cất lợn này các bác này, có rất là nhiều. Như là ngôi mộ của bố Quân đấy các bác, với lại mẹ, có mỗi là ngôi mộ của bố là còn có cái xác ở trong thôi, còn phía bên là người mẹ thì ở trong cũng chỉ có rơm. Cái này thì mình có được dùng cái máy phát cỏ để mà phát đông Quân? Đây không ạ. Không ạ. Vâng ạ. Thế là mình phải dùng dao để mà mình phát đúng không? Vâng ạ. Dùng dao hoặc là cái tay nhổ đúng không? Vâng ạ. Sau khi mà bố của Quân ra đi các bác thì cũng có để lại cho Quân một cái khoản nợ mà cũng đối với lại rất là lớn các bác ạ, không phải là mình em Quân đâu mà là khoản nợ mà ngân hàng là 50 triệu. Thế thì trong thời gian vừa rồi thì cũng được là các bác giúp đỡ Quân là giả cái khoản là ngân hàng hết, cũng bỏ đi trên đôi vai của em Quân là một cái gánh nặng rất là lớn, nhưng mà tuy nhiên thì là vẫn còn một cái gánh nặng nữa lớn tiếp theo là một mình em Quân là nuôi tới tận là 4 miệng ăn nữa cô bác. Đây là buộc cho bố hay là cho mẹ trước? Cho bố trước ạ. Cho bố trước ạ. Vâng. Cái mùa này nếu mà như các bác ở dưới xuôi mà lên là tới vùng cao đấy, hầu như là nhìn thấy cái ngôi mộ nào thì cũng đều có cái trắng trắng này để rất là nhiều. Có những ngôi mộ thì nếu mà nhà đông con đấy cô bác thì có đến tận hàng tuần là 5 đến 6 cái cơ. Đây là cho đất vào trong à? Vâng. Cho nó chắc hay là như nào? Không nữa, đây là dân tộc của Nguyên Nông phải để thế. Là làm thế đúng không? Vâng. Thế bây giờ thì là
mình được phép là dọn dẹp hết là xung quanh ngôi mộ của bố với lại mẹ hết rồi đúng không? Vâng ạ. Bây giờ buộc má vàng cho bố xong là dọn mới được dọn. Gọi là vàng má chứ không phải là má vàng nhá. Vâng. Quân liền nhỏ nói ngược lại một chút thôi. Vâng. Bé Hiếu thì mới đi học về này, có bác này đi cùng với lại một bạn gái nữa. Này chắc là hàng xóm rồi đúng không? Vâng ạ. Vừa rồi thì Quân có nói với cháu Lực rằng là thắp hương xong thì để hai cái vàng má này để vào trên ngôi mộ thì mới được phép là dọn dẹp xung quanh ngôi mộ hết. Quân có thêm dao không để mà anh cùng phát cùng? Thế bây giờ anh cũng không có ai cầm máy quay thì một mình em tự phát cũng được ạ. Thế thì để một tí nữa anh cùng Quân dọn dẹp xong anh sẽ để một cái máy quay ở một góc nào đấy. Vâng ạ. Quân đi thì sẽ giao đi. Hai anh em mình làm để cho nó nhanh hơn. Vâng ạ. Bé Hiếu thì vừa rồi là thấy cháu Lực với lại em Quân ở đây thì bé cũng ra đây luôn cô bác. Ủa chỗ đây có vẻ thùng thùng rất là nhiều nhỉ đây. Vâng ạ. Hôm lúc vừa chôn được 2 ngày ấy. Không mà mưa to, nước trên kia chảy xuống rất là nhiều, rơi vào xuống chỗ ngôi mộ của bố, con thấy cả quan tài của bố luôn. Thấy quan tài à? Vâng. Xong em với lại anh của nhà chú về đáp lại, sửa đáp lại à? Vâng ạ, cho một nén nhang, nén hương xong rồi mới đáp lại. Thế là lúc đấy thì có chuyện gì mà nó xảy ra không? Từ lúc đấy là em cũng không biết, xong mà chỉ biết là mưa to rơi xuống. Rơi xuống xong rồi thùng ở trên đầu chú bố lấy bố để chôn ấy. Thùng một lỗ lớn, thấy cả quan tài. Quan tài ra đúng không? Vâng. Xong rồi mới lấy nén hương ra mới đáp lại. Không à, nó bị thủng một lỗ rất là lớn. Đấy, Quân thì khi mà bố của mình không còn đâu các bác, em ấy rất là thương và rất là nhớ về bố đấy. Nhưng mà khi mà số phận ra rơi vào như vậy rồi, ra là không có biết thấy không biết là làm như thế nào nữa. Ngày hôm nay thì ngày mà có lẽ là như ký ức mà buồn thì sẽ lại hòa về với lại em Quân nhiều hơn cô bác ạ. Đấy là hiện lên trên đôi trên cái khuôn mặt của em thì đã rất là buồn. Em cũng được em rất chia sẻ với lại cô bác, rất là giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng mà hôm nay là một ngày em rất là vui, nhưng mà em cảm thấy rất là buồn vì bây giờ em không có bố mẹ, em chỉ còn mỗi em Hiếu với lại ông bà nuôi lớn em. Em cũng chẳng biết nói gì nhiều. Em cũng rất là vui khi được các cô bác đã luôn giúp đỡ em trong thời gian qua. Em cũng chỉ biết nói lời cảm ơn. Em cũng không biết nói gì nhiều. Bây giờ em cũng chỉ cảm ơn đến tất cả các ông bà, cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn giúp đỡ em rất là nhiều. Em cũng không biết nói gì thêm. Quân thì có vẻ như là vừa làm cỏ cho bố, vừa làm cỏ cho mộ của bố các bác, thì là vừa khóc. Đây, thứ nhất là cũng
biết ơn tới các bác đã giúp đỡ ông Quân. Và thứ hai thì cái nỗi buồn rất là lớn nó đến với Quân. Quân rất là bất ngờ khi mà bố của mình bỏ rơi mình đi trong lúc mà mình còn rất là trẻ, còn đang tuổi ăn tuổi học thôi mà đã phải ngừng cái việc học để mà ở nhà lo cho bố, lo cho ông, lại lo cho bà, lo thêm cho cả bé Hiếu nữa. Một mình nuôi tới tận 4 miệng ăn luôn của bác. Như nếu mà này được dùng cái máy phát cỏ để mà phát thì nó sẽ sạch hơn rồi nhỉ? Vâng ạ. Nếu mà người mẹ của mình là không được dùng máy phát cỏ, sợ linh hồn của bố không ở trong ngôi mộ thì em lại phải vất vả thêm một lần nữa. Em lại phải đi tìm người về cúng thêm một lần nữa thì sợ mất tiền thì em không dùng máy phát cỏ. Những cái điều tâm linh đấy thì mình cũng không nhìn thấy, cho nên là khi mà được người lớn nói thì mình cũng nên nên hạn chế lại. Vâng. Bây giờ thì anh cùng Quân là dọn cỏ nhé. Vâng. Cỏ nhanh nhanh để chứ không là một tí nữa lại trời lại tối đấy. Vâng. Hôm nay là xuống nhà Quân là làm thanh minh cho bố là mất, gọi là hai anh em là hết một ngày luôn rồi cô bác. Vừa rồi thì còn là làm bánh nữa, xong là còn là nấu thức ăn ăn cơm xong đấy thì hai anh em mới ra đây cô bác. Rồi thì em vừa lấy dao xuống nhiều, xuống cái nào nó không để đâu ấy. Tôi em để ở bên kia. Để bên này à? Vâng. Tại khi mà nhìn thấy những cái giọt nước mắt của Quân ấy không á, là dù lúc không có biết là phải nói thêm cái gì luôn. Cũng chỉ biết là bằng cách ăn của em thôi. Hôm nay là mình được nhổ hết cỏ nó đi đúng không hôm nay ấy? Vâng. Trên này nó có này. Vâng ạ. Bây giờ nếu mà những cái điều mà điều ước mơ lớn nhất của Quân thì Quân xem muốn là như thế nào bây giờ ấy? Bây giờ em chỉ mơ của em thì muốn có một căn nhà để cho ông bà sống cho hết mình. Bây giờ ông bà cũng già rồi, em cũng không thể làm được một ngôi nhà mới. Em còn bé nữa thì em bây giờ em nếu mà em đi làm cũng không kiếm được tiền, với lại sợ họ lại lừa nữa thì cũng mất công em đi làm. Được rồi. Đấy, bây giờ thì được các bác các ông bà giúp đỡ ấy, thì cố gắng mà ở nhà là làm cố gắng ở nhà mà làm nuôi trâu nuôi bò nuôi dê.
Vâng ạ. Bò hiện tại là gọi là mình có được một nửa con đúng không? Vâng ạ. Đây là dùng cái tay nhổ nhé. Vâng ạ. Thôi bây giờ thì chuyện gì nó cũng đã xảy ra rồi, cứ nghĩ về tương lai thôi, đừng có nghĩ về những cái sự quá khứ của em nữa. Vâng ạ. Mặc dù là cái cuộc sống của em nó bây giờ thì nó rất là khó khăn rồi. Hiếu có nhiều điều đấy không? Hả? Hả? Thế anh Quân khóc rồi. Quân khóc rồi. Đi lau nước mắt cho anh Quân đi. Lau nước mắt cho anh Quân. Lau nước mắt cho anh Quân. Quân khóc rồi. Đây cũng là lần đầu em tự lấy tay em nhổ trên một của bố em thì em mới... Lần đầu à? Vâng ạ. Là năm trước thì còn có bố ở cùng nhỉ? Nhưng mà đến năm nay thì thấy là mộ bố ở đây rồi. Được là gọi là nhổ cỏ cho bố rồi. Vâng ạ. Bây giờ thì bên này nhỉ? Quần thì cũng là một cái hoàn cảnh phải nói là không biết là lấy đi bao nhiêu cái nước mắt của các ông các bà rồi. Quân là vừa làm cỏ cho vừa nhổ cỏ mộ bố là vừa khóc luôn. Nhổ cỏ đi, đây cùng anh Quân nhổ đi. Anh Quân nhổ đi Hiếu. Mày Hiếu là cũng vừa mới đi học về là còn chưa ăn cơm đấy cô bác. Nhổ cỏ đi. Những cái cây này thì là tí mà mình lấy cỏ xong để lại đây nhỉ. Vâng ạ. Quân là vừa rồi là đang nghĩ đến cái chuyện gì mà sao anh nhìn thấy em là khóc rất nhiều đấy. Tự nhiên là em cảm thấy rất là nhớ bố. Em còn nhỏ em chưa làm được những điều mà em muốn làm cho bố. Vì bố đã mất đi, giờ chỉ để em với lại ông bà với lại em. Nhưng mà trước mà biết mà bố bị bệnh thì là em có gọi là có suy nghĩ gì để giúp bố khỏi bệnh không đấy? Em có. Có à? Vâng, em chỉ mong là bố luôn mạnh khỏe để đi kiếm tiền để làm nhà cho ông bà. Lúc bố còn sống bố cũng bảo đi kiếm tiền về để làm nhà cho ông bà để ở nốt quãng đời còn lại của ông bà, nhưng mà bố còn chưa thực hiện được đã bố đã đi trước rồi. Thật sự là khi nghe được những cái lời mà Quân chia sẻ với cô bác ạ, bố Quân là có hứa với lại em Quân rằng là giúp cho là để mà làm nhà của bác đi làm thuê về làm nhà đấy, nhưng mà không may là bố mắc phải căn bệnh là hiểm nghèo, là giấu ông bà này, giấu đến em Quân này, đến lúc mà không còn là như là không trụ nổi nữa các bác thì mới nói cho Quân biết rằng là bị bệnh. Thank you.
chứ, cùng anh Quân nhổ cỏ đi Hữu. À, đi giúp anh Quân nhổ cỏ cho bố đi. Còn phía ngôi mộ nhỏ này là mộ của mẹ của Quân. Mặc dù là sinh ra là còn chưa nhìn thấy là mặt của mẹ mình là bao giờ đấy cô bác. Bây giờ chỉ được nhìn lại những tấm ảnh thôi. Quân thì cũng là một người con rất là có hiếu. Khi mà hai vợ chồng bỏ nhau rồi thì để lại cho một cái để lại cho khi mà hai vợ chồng mà bỏ nhau rồi, người mà đau buồn nhất là người con. Cái cây này thì để lại à? Vâng. Bây giờ em đổ ra, lúc nào đợi nó khô em lấy đốt. Tí mình vứt đi xuống dưới cái chỗ thử bên dưới. Vâng ạ. Quân ra lấy nhổ xung quanh nhá, để anh phát cho. Vâng ạ. Từ lúc em sinh ra đến bây giờ thì đây cũng là trước đây cũng là lần đầu em gặp mẹ em với lại bố của em ở với nhau à? Vâng ạ. Lúc em còn bé thì ra nhà ông bà ngoại thì chỉ được xem mỗi ảnh. Xem ảnh à? Thế là bây giờ là còn ảnh không? Ảnh của ông bà bây giờ, ảnh của mẹ em với lại ảnh của bố em thì còn, nhưng bây giờ ảnh của mẹ em thì không còn nữa. Ảnh của bố thì còn nhưng mà ảnh mẹ thì không còn đúng không? Vâng ạ. Em đã từng bao giờ có một tấm ảnh chung với bố chưa? Em chưa. Từ nhỏ đến bây giờ em chưa được gặp mẹ bao giờ, em chỉ được gặp với bố thôi ạ. Gặp với bố, nhưng mà em với bố có một tấm ảnh chung gì với nhau không? Em cũng chưa đâu. Chưa đâu à? Vâng, em chỉ có mỗi tấm ảnh bố. Bố tự chụp. Tự chụp à? Vâng. Lúc bố mất, anh của nhà chú lấy tấm ảnh của bố em đi in về.
cố gắng là bây giờ được các bác giúp đỡ thì cố gắng là phải thật ngoan, là thật là thật cố gắng để sau này còn cho bố để mà lên xuôi ở những suối vàng kia kìa. Vâng ạ. Là bố tự hào về nhá. Vâng ạ. Này thì ngày mai lại đốt ở dưới này nhỉ? Vâng ạ. Phim này thì thực sự ra thì cháu Lục cũng không có biết phải chia sẻ như thế nào đấy cô bác. Cái khi mà các bác theo dõi được hai anh em làm thì các bác cũng đã hiểu hết được rằng là cái câu chuyện. Ây da, ở đây có những cây cỏ mà nó cứng lắm anh Quân ạ. Vâng ạ. Chỗ này tí có phải lấy cuốc về sới không? Bây giờ không cần đâu ạ. Tắt cho nó sạch cỏ đúng không? Vâng ạ. Nếu mà lúc đấy được lấy cái máy phát thì bây giờ cũng xong lâu rồi. Lúc đấy em cũng hỏi ông ở bên kia thì ông thấy bảo là không được cầm, không à. Cái máy phát không phải phát. Phát đúng không? Vâng.
Đây vừa rồi thì cháu lấy cục đá cùng em Quân và dọn dẹp lại cái ngôi mộ của người bố. Em Quân chút được cô bác, bây giờ thì còn là sót lại thì em Quân sẽ dùng tay lại em mới tự nhổ. Cháu Lực chưa từng có cái thước phim nào mà đi xuống nhà em Quân, mà khi mà nghe em Quân chia sẻ vừa nói mà vừa khóc, cháu Lực cũng không có biết để mà nói gì thêm cô bác ạ, không biết phải chia sẻ thêm những cái gì nữa. Đây có lẽ là những cái lời những cái lời mà ấp ủ trong lòng em Quân từ rất là lâu rồi. Em Quân chưa có dám nói ra và chưa có dám bộc lộ. Trong thời gian vừa rồi thì cũng xin cảm ơn tất cả các bác cô chú anh chị và mạnh thường quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ em Quân rất là nhiều. Không có các bác cô chú anh chị ở trên kênh giúp đỡ thì không biết là cái cuộc sống của Quân hiện tại là sao, sẽ trôi đi về đâu các bác. Cái khoản ngân hàng của Quân thì là hiện tại Quân năm nay mới có 14 tuổi thôi. Tuy nhiên là em ấy sẽ không phải già, nhưng mà độ đến năm em 16 tuổi thì đến lúc đấy cái khoản lãi ngân hàng thì nó sẽ rơi vào tầm đến tầm 100 triệu chẳng hạn. Đến lúc đấy thì không có tiền để mà đóng tiền ngân hàng rồi thì người ta sẽ lên chính quyền, bên ngân hàng người ta sẽ bị tịch thu lại cái ruộng đất thì không có đất để mà làm nữa. Rất là tội cho một cái cậu bé mà mới chỉ 14 tuổi thôi. Bố đi vay ngân hàng về thì cũng về vay để mà làm nhà này và vay về để mà phát triển cái kinh tế. Thế nhưng mà không may thì bố mắc phải căn bệnh rất là hiểm nghèo, căn bệnh mà người nghèo rất là sợ. Thậm chí là đứng nghe cái tên thôi mà không biết là cái căn bệnh đấy là gì. Khi mà đến giai đoạn đầu, giai đoạn thứ hai thì đi khám, bác sĩ nói thì giai đoạn này là giai đoạn cuối thôi thì mới biết rằng là cái căn bệnh đó nó có thể cướp đi cái mạng sống của con người mình. Bây giờ cũng nhiều xong rồi, chắc là bây giờ là anh em mình đi về. Anh cũng xin chia sẻ tới đây thôi. Anh cũng không biết là phải chia sẻ như thế nào nữa. Vâng. Nhưng mà cũng gửi một lời động viên tới em là cố gắng, thật cố gắng vào nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh đã gửi lời cảm ơn cho em. Em cũng mong anh trong thời gian qua, trong thời gian này sẽ luôn là được các cô bác luôn ủng hộ anh và đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn em. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.